Giải bóng đá Favisa Cup Tokyo 2020 được diễn ra trong hai hiệp đấu, mỗi hiệp đấu dài 15 phút và nghỉ giữa hai hiệp 5 phút. Sau trận đấu thì bầu hiệp đang có nhắc nhở các cầu thủ. Bầu hiệp. Và với tỷ số hiện tại thì rất có thể là sang hiệp 2 bầu hiệp sẽ tăng, sẽ tung quân át chủ bài vào, đó là tiền siêu tiền đạo số 9 Naoya Ishikawa. Số cạnh. Vâng. Rất chính xác. Naoya Ishikawa đang khởi động ở ngoài đường biên. Anh ơi, bảo lên. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp đã kết thúc và sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến hiệp 2 của trận đấu giữa Nghệ Tĩnh FC và U23 Real Thobama. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều sự thay đổi trong hiệp 2 lần này. Minh Tân đã về chân giữ khung thành sau những sai lầm rất đáng tiếc của Tân Béo. Thì Đức Tuân đã được ban huấn luyện tin tưởng giao cho vị trí chân giữ khung thành trong hiệp 2. Hiệp 2 của trận đấu Real U23 Thobama chấn giữ hành lang bên tay trái của quý vị và các bạn. Thủ thành Đức Tuân, trung vệ Trung Hạnh, đội trưởng Duy Phong, Văn Long, Minh Dũng, Nguyên Cúc Pi và siêu tiền đạo Naoya Ishikawa. Trọng tài vừa lổi quay bắt đầu hiệp 2 của trận đấu. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các thủ Nghệ Tĩnh FC. Xuất sắc, không được rồi. Rất xuất sắc. Mình Đức Tuân đã có pha cản phá. Vâng, anh thể hiện một hành động rất tự tin. Là có tôi ở đây rồi. Các bạn đừng lo, có tôi ở đây rồi. Dường như với tỷ số 2-0 thì các cầu thủ Nghệ Tĩnh FC đang rất bình tĩnh để triển khai các lối chơi. Đội hình của hai bên đang dâng lên rất cao. Với lối đá kỹ thuật và nhỏ con, thủ quân Duy Phong xứng đáng là một trong những lối đá tinh thần, điểm tựa tinh thần của cầu thủ U23 Real Thobama. Bóng đang trong chân của xuyên đầu Ishikawa. Pha chọc khe lênh láng của siêu tiền đạo số 9. Thời tiết trên sân vận động Virtuosia đang cực kỳ thuận lợi. Rất nhịp nhàng. Pha mở bóng ra cánh của và qua người rất hay. Phong ơi, sao Phong ơi? Vào đi anh ơi. Không qua lỗi. Rồi, Bá Dũng đã cắt được bóng. Bóng đang trong sân của Đặng Duy Long. Một pha căng ngang. Không được rồi, dường như bóng đã đi hết đường biên ngang. Trọng tài đã cho FC Nghệ Tĩnh một quả phát bóng lên. Bóng ấy cánh này. Sau hai lượt trận, U23 Real Thobama vẫn đang đứng đầu bảng với 6 điểm. Bất chấp kết quả trận đấu này ra sao chăng nữa thì U23 Real Thobama vẫn vững vàng bước vào vòng chung kết. Đây có thể nói là một trận đấu dành cho những sự thử nghiệm của bầu hiệp. Rất kỹ thuật. Rất nguy hiểm. Không được. Bóng đã vọt sang ngang. Pha không chế bóng và che chắn người rất khéo của cầu thủ bên phía Nghệ Tĩnh FC. Rất khỏe. Chạy vào trong đi anh. Anh được xứng đáng là một siêu tiền đạo. Nguyên Cúc Pi. Không được rồi. Pha phối hợp rất bài bản và hiểu ý nhau giữa hai ngôi sao trên sân, Nguyên Cúc Pi và Naoya.
Nguyên Cúpi thể sở hữu thân hình rất nhỏ nhưng mà anh có thể nói là nhanh như sóc trong những pha thoát xuống. Rất kỹ thuật. Hoàng Trọng Sơn phát bóng lên của Hoàng Trọng Sơn của nào vậy ạ? Nguyên chạy chạy xong rồi. Đang kỹ thuật, rất kỹ thuật. Hay quá, không được rồi. Nguyên Cúpi đã không hiểu ý trong pha bóng vừa rồi, anh đã không theo kịp pha chọc khe của nào vậy ạ? Trọng tài đã yêu cầu các cầu thủ U23 thực hiện lại pha đá phạt. Vị trí đá phạt biên. Rồi. Dưới chỗ anh, dưới. Phong theo luôn kìa. Phong, Duy Phong đã không hiểu ý trong pha bóng vừa rồi. Bóng đã đi hết đường biên. Hết tôi đâu nghe thấy gì đâu. Này Phong này. Bóng đã trong tầm quyền soát của thủ môn Minh Tâm. Và phạt bóng lên rất cao và đánh đầu lối. Nguyên Cúpi thoát xuống rất nhanh. Không được rồi. Và khống chế bóng của Nguyên Cúpi. Bóng đã đi quá dài so với nhịp di chuyển của anh. Trận đấu đã bước vào phút đấu thứ 6. Bóng vẫn đang còn trong sân. Không được rồi. Trọng tài cho và biên thuộc về được các cầu thủ Ebarian Thomama. Vào luôn. Rồi, và cắt bóng rất hay. Rồi. Rất kinh nghiệm. Ta có thể thấy trung vệ của FC Nghệ Tĩnh rất kinh nghiệm cho các pha che chắn bóng. Luôn. Bảo trì Shigawa rất kỹ thuật, những pha dứt bóng rất cơ bản, rất khỏe. Không được. Bá Dũng. Rồi, phạt. Trọng tài đã đổi tiếng còi. Phạm thổi phạt. Pha phạm lỗi của nào vậy ạ? Liên tục là những pha mở biên của các thủ FC Nghệ Tĩnh. Bóng đang trong sân của nào vậy? Pha chọc khe không thành công. Và cắt bóng nhanh như cắt giải nguy của cầu thủ số 15 bên hàng hậu vệ của Nghệ Tĩnh FC. Bóng được treo vào trong hụt. Không được rồi, vẫn là số 15. Một thể hình rất lý tưởng cho vị trí trung vệ thòng. Tiếp tục trọng tài nhắc nhở các cầu thủ về vị trí đá phạt biên. Và trả bóng về cho thủ môn Đức Tuân của Bá Dũng. Bóng được mở ra biên cho Nguyên Cúpi. Không được rồi. Trong những pha tranh chấp tay đôi thì Nguyên Cúpi dường như hơi đuối thế so với các đồng đội ở bên phía đội bạn. Và phát bóng rất dài lên cho đồng đội. Rất kinh nghiệm. Vẫn là nhỏ sóc Duy Phong. Bóng đến chân của Naoya Ishikawa. Anh đi bóng rất dài. Không được rồi. Rồi, trọng tài đã lỗi tiếng còi. Và phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm của cầu thủ số 5 bên phía Nghệ Tĩnh FC. Chậm em ơi. Nhìn để họ bảo. Với ưu thế về kỹ thuật cũng như thể hình tốc độ, hình bóng được dồn rất nhiều cho cầu thủ số 9. Vài phút rồi anh có thay đổi anh. Có
Rất chính xác và mở bóng rất dài lên cho phía trên của cầu thủ số 15. Vâng. Dường như cầu thủ số 3 anh vừa chạm bóng, anh vừa suy nghĩ về vòng chung kết. Và nếu như kết quả này được giữ nguyên thì đồng nghĩa với việc UEFA Real Tobama và FC Nghệ Tĩnh sẽ cùng nhau dắt tay vào vòng chung kết sẽ được tổ chức sau đây, sau khi vòng loại thứ ba kết thúc. Và mất bóng rất nguy hiểm. Vâng, trọng tài đã thổi tiếng còi, đã có hành vi ôm người. Với hàng loạt sự thay đổi so với hai trận đấu trước, dường như có nhưng mà trọng tài chắc nó không đủ. Dường như U23 Real Tobama đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trung Anh lùi về không cần phải đấy đâu em. Các cầu thủ chủ chốt đã được bầu hiệp tung ra nghỉ. Vào, rất xuất sắc, bàn thắng rất đẹp. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng và pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt của Naoya Ishikawa. Anh xứng đáng là niềm cảm hứng số 1 của U23 Real Tobama trong mùa giải năm nay. Ăn mừng nghe, ôm hôn được ai. Quay được quả đấy. Cũng bất ngờ quá. Cái đồ lái không nhìn mày. Quả nhưng mà quả đấy không nghĩ là nó xuống. Sau khi đã có hai bàn dẫn trước thì FC Nghệ Tĩnh các cầu thủ đã chủ động chơi chậm lại, nhưng với việc chơi chậm lại đã nhường lại lối chơi cho U23 Real Tobama và một bàn thua với họ là một lời cảnh tỉnh, bởi vì với tỷ số hòa thì rất có thể FC Nghệ Tĩnh lại sẽ bị loại. Lại đâu, cả hai đội hòa nó lại. Ôi, ghi bàn để cho nó hòa. Cánh xịt. Rồi, rất và những pha chồng cánh rất bài bản. Bóng trong sân số 10, kỹ giật và căng ngang. Không có đồng đội nào theo kịp trong tình huống vừa rồi. Và với sự khát khao của Nguyên Cupi thì một bàn thắng gỡ hòa với U23 chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên ơi, xong cánh này. Trận đấu đang dần trôi về những phút cuối. Bất kỳ những sự sơ hở nào cũng đều phải trả giá. Không ơi, sáu em kìa. Một trận đấu sẽ được diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 15 phút. Lấy vợ xong rồi thế hả anh? Hay là như thế này lâu rồi. Anh thì trước kiếm tiền được này lại. Và cắt bóng rất xuất sắc của sóc con Duy Phong. Bóng được chuyển cho Bá Dũng. Và triển khai xoa sọc khe rất hay. Rất tiếc là Nguyên Cupi không hiểu ý trong tình huống vừa rồi. Nguyên Cupi, anh rất tích cực di chuyển và dường như có vẻ anh đã xuống sức rất nhanh. Những pha chồng cánh như du ngủ đối phương của các thủ cánh này. Long nhìn này của sân của Duy Nam. Bá Dũng rồi, rất nhịp nhàng. Cánh nào, đội trưởng Duy Phong đang là người điều tiết nối chơi các thủ U23. Đây, bên đây Tùng Anh truyền lên em ơi, không ham bóng được nào ạ. Phát ngang vào rất nguy hiểm. Dường như thủ môn của đội tuyển FC Nghệ Tĩnh đã giật mình trong tình huống vừa rồi. Rất may đã không có bàn phản đối nhà. Vâng. Dừng. Nó chết rồi. Trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. À, xin lỗi quý vị và các bạn. Theo người đây. Vào và chạm rất nguy hiểm giữa hai cầu thủ. Đó là mua ông tuyển xịn đấy nha, mà fake là chết rồi đấy. Không hiểu ý trong hai pha, hai bên bật nhảy vừa rồi. Và mở bóng rất do cánh phải. Không qua được Nguyên Cupi. Rất xuất sắc và qua người rất hay của Nguyên Cupi. Vẫn trong Nguyên Cupi phối hợp với đồng đội. Không được rồi, Duy Long đã không có một pha trả bóng ra giữa cho Naoya.
rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Dường như sau bàn rút ngắn tỷ số thì FC Nghệ Tĩnh đang gặp rất nhiều vấn đề trong khâu phòng ngự. Tùng ơi, xem nó làm sao không kìa. Đặng Duy Long đã bị đau trong pha truy cản rất quyết liệt của các cầu thủ FC Nghệ Tĩnh. Vâng, một hình ảnh rất đẹp. Ban huấn luyện đã ra dấu thay đổi người, dường như Đặng Duy Long không thể tiếp tục trận đấu này. Vâng, bầu hiệp đã vào sân, chúng ta cùng chứng kiến những bước chạy rất dũng mãnh của bầu hiệp. Liệu những thời gian cuối này bầu hiệp có thể giải quyết trận đấu này không? Không được rồi, và kề bóng rất nguy hiểm. Trung Anh đã là đoạt được bóng trong pha bắt bóng vừa rồi, rất nguy hiểm. Các cầu thủ Nghệ Tĩnh đang tổ chức phản công. Không được rồi, Nguyên Cúp Bị anh lên công về thủ. Đâu anh vừa lấy quay cả. Ok. Anh xứng đáng là một trong, nếu Ishikawa là mũi nhọn tấn công trong hàng thủ hàng công của U23 Việt Nam thì Nguyên Cúp Bị được sự mệnh danh là máy chạy. Ừ, số hiểu. Anh lên công về thủ rất nhịp nhàng. Vợ. Rồi. Trong sân của bầu hiệp và mở bóng rất thoáng cho số 5 hậu vệ của đội bạn. Đây là bóng đá thủ lâm đấy, không phải là bóng. Nhanh lên này, cơ hội cuối này. Người yêu mày bị thương mà mày cười thế à? Trung Anh, bóng đang trong sân của Duy Phong. Anh đang đợi đồng đội di chuyển một pha và nó lên rất xuất sắc. Và Keng ơi, lỗi rồi, chúng ta xứng đáng một thẻ vàng. Một thẻ vàng dành cho cầu thủ số 5. Và theo như bên ban truyền thông của Real Tobama thì một thẻ vàng trong trận đấu sẽ được tính giá với mức giá 2 sen. Man bao nhiêu rồi? Thẻ đỏ 5 sen. Man 22 mấy? 22 năm là lên 2 sen. Vâng, vâng, pha rất quen thuộc. Những pha chạy đà đặt bóng, những pha chạy đà rất quen thuộc của Naoya Ishikawa. Liệu anh có thể lập lên một siêu phẩm được không? Chúng ta cùng đón xem. Trọng tài đang điều chỉnh hàng rào. Chúng ta cùng hồi hộp đón xem. Naoya Ishikawa. Bầu hiệp cũng đã đang thâm nhập vào vòng cống của đội bạn. Rất kinh nghiệm. Không được rồi. Rất đáng tiếc, bóng đã đi vọt xa. Vâng, trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc trận hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội Real Tobama U23 gặp FC Nghệ Tĩnh. Với kết quả chung cuộc 2-1, hai đội FC Nghệ Tĩnh và U23 Real Tobama cùng nhau bắt tay nhau đi vào vòng chung kết sẽ được tổ chức sau đây 2 tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi trận đấu vừa rồi. Chúng tôi xin kết thúc trận đấu tại đây. Hai. Dã man thế. Anh đúng rồi, anh đứng xa con nào đó vào gôn đấy.